Hay rồi xin chào mọi người nha. Nay mình sẽ làm cái clip vô đá nha, bù lại mấy cái video trước là mình bị thiếu phần vô đá. Cái này là bị bể đá nha. Mình sẽ vô một viên khác thay vì là vô liền đúng không? Nếu mà tại vì người ta đã có viên đá đầu rồi đó, nó sẽ cái cháu nó sẽ nhỏ hơn, và cái viên cháu nó sẽ nhỏ hơn, và bỏ viên đá mới vô á, nó sẽ cấn mấy cái cháu đó. Nếu mà vô liền á thì nó sẽ rất là dễ bị vỡ, tại mình ép nó xuống á, mình đóng nó xuống nó rất là dễ được vỡ. Nên là mình sẽ cắt ngàm lại nha, cắt ngàm cái nó sẽ tương đối, và bỏ viên đá vô. Khi mà đóng cháu xuống á, nó chỉ chắc hơn là lúc ban đầu luôn nha. Tại mình dồn cái cháu xuống, giờ mình sẽ cắt ngàm nha. Đó, cái này cắt ngàm lại cho bỏ viên đá vô là nó vừa luôn, kiểu như nó không phải vừa là vừa lúc mình cắt ngàm. Mọi người, nó sẽ rộng hơn nhưng mà bỏ viên đá nó không bị cấn, mà nó không bị vỡ viên đá. Rồi lúc mình đóng cháu xuống á, mình chỉ dồn ở phía ngoài vào thì chắc viên đá hơn, và cái thịt nó được rất là nhiều hơn lúc đầu nữa. Cháu này sẽ thấp hơn một xíu, khoảng mấy gem thôi nha mọi người, nó không có nhiều, chỉ mấy gem thôi. Đó, mình sẽ ướm viên đá vô nè. Không, nó vẫn còn bị vướng vướng một xíu á, mình sẽ cắt thêm. Nếu mà cỏ xuống thì nó sẽ mớp cái phần thịt, cái phần vàng đi, mà nó sẽ xuống nha mọi người. Nhưng mà nó rất là dở bị vỡ viên đá đi, nên mình sẽ cắt thêm một xíu. Cắt thêm một xíu bỏ vô nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ chắc viên đá. Khi mình đóng cháu xuống nó sẽ chắc. Và mình cũng xin nói với anh em là cái những video mình làm á, mình không có kỹ xảo hay là ghép nhiều, mình chỉ quay nó thực tế và cái nó có hơi dài và rườm rà chút xíu đó, nhưng mà nó thật hơn, nó cũng nói chung là nó cũng chi tiết về cách mình làm, không biết là cách mọi người như thế nào, nhưng mà cách mình làm như vậy đó, theo mọi người thấy không, nó vừa luôn nha mọi người. Giờ chỉ cần gõ nhẹ nó là nó xuống thôi. Đó mọi người xem là gõ nhẹ nhẹ là bắt đầu nó xuống viên đá. Là nó sẽ lỏng nha. Nó lỏng chứ không có nào mà nó như lúc đầu. Tại vì lúc đầu người ta đóng cháu vô nó sẽ bám vô đá, rồi mình gõ, mình cố tình mình bỏ cháu và bỏ viên đá vô, mình không có cắt ngàm lại á, nó rất là dễ bị vỡ viên đá. Đó, cái này là cháu này nó rất là lộng rộng rồi, các cái ngàm lớn lên á, nó sẽ rộng. Mình chỉ tán cháu vô, mọi người để ý là cái cây mình cầm để tán á, mình không có đóng thẳng từ trên xuống, mà mình chỉ dồn từ phía ngoài vô cho nó ôm viên đá hơn. Và kiểu như nó ôm viên đá hơn, và cái thịt của cái vàng á, nó sẽ dồn vào viên đá, nó chỉ chắc chắn là nó sẽ dẹp xuống rồi đó. Nhưng mà mình đóng đều ra nó sẽ ít đợi lại dấu hơn, khi mình nhám lại nó gọn hơn. Và mọi người để ý không, cái cây mình đóng cháu á, nó không có vuông góc như từ viên đá lên á, mà nó sẽ xéo và nó sẽ nghiêng. Mình đóng cháu từ phía ngoài vô nó sẽ nghiêng góc khoảng 100 độ so với cái mặt đá mọi người. Mặt phẳng từ trên mình đóng xuống là nó sẽ nghiêng góc với cái mặt đá là 90 độ. Còn này mình đóng nó nghiêng cái cháu từ phía ngoài nó dồn vô, nó dồn vô đá là nó sẽ chắc chắn hơn. Và nó dồn cái phần vàng nó xuống á, thì nó dồn viên đá là nó chắc hơn, mà nó không có hở viên đá nha mọi người. Thấy không, mọi người thấy nó để ý xem, nó không có hở viên đá nha. Đó, khi mình đóng như vậy á, nó sẽ chắc viên đá mà nó bám được nhiều hơn so với lúc ban đầu luôn. À, mọi người đóng, nếu mà đóng kỹ á, nó sẽ không bị
dồn thịt xuống cái phần hai bên hông á, nó sẽ tà xuống, nó sẽ dồn vào hai bên hông, từ trên đóng xuống nó sẽ dồn hai bên hông, nhưng mà nó không có dồn vào chắc vào cái phần ở trước, nên mình đóng từ phía ngoài vô nó sẽ dồn vô cái phần ôm vào phần đá nhiều hơn, mà nó không bị hở trên đá nha. Đó là cách người ta hay vô sòn đó. Mình tuy mình ít vô sòn nhưng mà cái mình cũng hiểu chút chút thôi, còn anh em nào ấy thì góp ý thêm cho mình nha. Đó, giờ mình nguội lại cái phần chấu nè. Mình không có dũa nha, tại vì mình đóng chấu nó cũng không có lõm xuống nhiều á, mình chỉ nhám lại. Mọi người đợi xem cái phần chấu nè. Đó, thì mình đóng vô nó ôm sát với viên đá luôn và rất là chắc chắn luôn, nó không có bị tà cái chấu nhiều. Wow, rất là đẹp luôn và bao chắc luôn nha mọi người. Đó, cái ngồi như này đánh bóng mà xi lại nữa là ok luôn nha. Đó, đợi mình zoom cho mọi người xem nào. Nó không có hở cái phần cái chỗ cái ngàm chấu nha mọi người, thấy không? Không hở nha, sát luôn nha.